Nếu bạn chuộng phương pháp giao dịch đầu cơ thì chắc hẳn sẽ rất thích Dan Zanger, một trong những nhà đầu cơ nổi tiếng tại thị trường chứng khoán Mỹ, khi từng có thành tích biến 11.000 đô la Mỹ thành 42 triệu đô trong vòng 23 tháng. Nhưng bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng nhà giao dịch này sẽ có những thời điểm ngừng giao dịch trong vòng vài tháng. Dan Zanger là người tin vào vị thế cầm nhiều tiền mặt trong thị trường con gấu để sẵn sàng cho thị trường tăng giá tiếp theo. Theo ông, nhiều người nói rằng bạn có thể kiếm được nhiều tiền nhờ bán khống, nhưng các vị thế này thường chỉ giảm từ 15 đến 35%. Còn trong một thị trường tăng giá, bạn có thể mua cổ phiếu tăng từ 10 đồng lên 40 đồng, hoặc từ 20 đồng lên 60 hoặc 80 đồng trong vài tháng hoặc một năm. Đó là mức di chuyển 400%, và với đòn bẩy 1-1, bạn có thể lãi gấp đôi. Nếu bạn cứ loay hoay bỏ toàn bộ tài sản ra giao dịch trong thị trường con gấu, để rồi khi động thái tăng giá lớn xuất hiện, bạn đã mắc kẹt và không thể thoát ra.